chuyên mục sale giá 159k nha cả nhà. Và đầu tiên mẫu đầm của em đây là 1174 nha. 1174 thì ngày hôm nay sale giá cho mình rất là rẻ luôn. Bình thường các chị mua nó cũng phải tầm là 400 rồi, hoặc là trên line rẻ nhất cũng phải là 300. Trên line đúng không? Rẻ nhất là 300, 290, 270, bèo lắm 250. Ngày hôm nay 160 cho các chị mà luôn, 160.000 đồng. 1174 kèm ship thảo cho em một em váy lụa cho mình ha. Chỉ cần đúng 2 size cho các chị mình thôi. Và trong đó thì size XL còn nhiều là 30 cái. Nhưng mà 2X đó chỉ còn đúng một cái nha. Em còn cho mình là 2 size XL 30, 2X còn 1. Đó, chị nào size nhỏ là hết rồi. Ai size lớn mới mặc vừa nha. Em mặc nó rộng quá trời nè, hết size nhỏ luôn, không còn cái nào mặc luôn. 1174 kèm số điện thoại 160k cho mà like ngày hôm nay. 160k từ 40 cho tới 55-65kg vừa giúp em ha. 55-65kg vừa, trời ơi, xuất sắc. Rẻ đẹp cực kỳ, nhận cái váy này mà bảo không đẹp em không mang tiền ha. Giao tới nơi cho các chị mở ra xem hàng thanh toán luôn. Mở ra coi đúng như em giới thiệu nào, y chang cái đầm này luôn. Lúc đó mất tiền trả cho shipper, tiền đồng cộng tiền ship ha. Còn không thì đơn 600 em miễn ship cho mình. Ai với tổng đơn 600 được miễn ship cộng tặng quà nha. 1174 cho em ạ, 1174 giá 159.000 đồng luôn. Đẹp quá trời luôn nè các chị. Sao như vậy, cái váy đẹp như vậy không vô ổn hả? Đó, đằng sau khóa kéo chưa kéo hết nha, đằng sau khóa kéo cho mình 160k nha, size XL và size 2X. Em còn size L và size 2X thôi. Chị Ngọc Cúc chúc đơn 1174 nè. Ok, chị Linh Ngọc có đơn cho mình luôn. Chị Minh Tú chúc 74 cho chị size XL. Ok, rồi tiếp theo sẽ qua mẫu khác cho các chị coi nha. Đây, em lên một em váy văn tâm dáng dài thước 2 cho các chị luôn. Hoa hồng rất là đẹp, cũng 160 luôn nha, văn tâm. Mới mặc qua là váy lụa, bây giờ tới văn tâm nè. Đấy các chị quan tâm nè, hôm nay sale với giá tiền là 160 cái váy này luôn, tin được không? Em váy von dài thước tha luôn 160, trời ơi thị trường không ai bán đâu. Váy này là hàng nhà em tự thiết kế, tự lên mẫu nha, hàng độc quyền luôn. Chào chị Thư Quyên ạ, giá hết cái 74 này em hết size M. Em mới mặc xong là XL nên nó rộng thênh thang. Size M là chị thấy em mặc vừa là chị biết size M, có này nó rộng quá. 74 hết size M nha, 74 hết size M, chỉ còn XL và 2X thôi chị Thư Quyên nha, tiếc quá. Em mặc còn size M nè, cái hoa hồng này còn size M nha cả nhà, còn 2 size. 1169 còn 2 size nè. Ôi có 1 size luôn trời. Váy lụa chấm bi vàng giả hết cho chị Thu Quyên. Váy lụa chấm bi vàng em hết size M nhá. Váy này còn đúng size M. Trời ơi, bù lại cái váy này thì còn đúng bộ size M thôi. XL và 2X là em hết nha. Đây cái form các chị coi nè. Đó, rồi thêm một cái là y chang luôn nè. Đây, mặc làm sao là ra như vậy, y chang nhau luôn ha. Có khác là khác cái vị trí hoa văn ở trên đầu một chút xíu thôi. Tại vì cùng một cây vải ra em cắt cho mình một lần cả trăm cái, không thể nào mà xác định được ở hoa nào một khúc nào nha. Cắt vào máy tự động, hoa văn nó cũng sẽ khác nhau. 1169 ạ, 159k còn đúng size M luôn. Em mặc là M, cái này cũng M, cái thì còn mỗi M, cái thì chỉ còn size lớn ha, hên xui. Cái này cái kia nha các chị, mình xem kiểu nào có size của mình đặt luôn nha. 1169 là 160, size M là 50kg đổi về giúp em nha. Chị Mỹ Trinh ơi, size M là 40-50kg mặc vừa. Vòng eo thì các chị đo cho em cái váy này đi. Eo này có bao nhiêu đây nè? Eo này chắc tầm 70. Váy này form eo cũng khá là rộng, chắc là tầm 70 đổi về cho em nè. 1169 nha. Đây, đo phần eo 1169 nha cả nhà, chị nào chưa có lên đơn giúp em ha. Rồi, eo mẫu này là tầm 70 đổ về cho em nha, 70-72 cũng được luôn á. 70-72 đổ về cho em luôn, khá là rộng. Đây các chị coi, đó, eo nó khá rộng như vậy luôn nè. Eo tầm 70-72 đổ về là vừa nha. 1169 nè, size M, em chỉ còn size M thôi. Em chỉ còn size M, váy này xuống 160k luôn. 160k cho mình. Rồi, cô muốn xem váy nào phía sau sẽ mặc cho mình coi. Cái hoa vàng hả chị, hoa vàng hình như là cũng còn size M thôi à. Hoa vàng còn đúng 3 cái size M đây. Rất là tiếc luôn, ai xem M với vừa cái hoa vàng này nha. Hoa vàng cũng còn 3 size M, đây là 1193. Hoa màu vàng cam nha, 1193, chất liệu là von hàn. Em đây là von hàn nha các chị. Còn mẫu em đang mặc đây là von tâm nha, nó khác nhau cái chất vải đó. Rồi, sale giá là 160.000 cho mình luôn. 160k luôn, cam kết hàng đẹp chuẩn mẫu, mặc làm sao là giao như vậy, phong xè, có túi hai bên nè, có lót ở trong cho mình luôn, rồi tay le các chị ha, rất là xinh. Sale giá là 160 nha. Ok, chị Thương có đơn cho mình nè, bao giá luôn, thích cái nào cứ lên đơn, em trừ hàng trừ sao giảm giá, kèm theo cái lượt chia sẻ like cho em là được rồi nha. Rồi tiếp theo bây giờ em coi mẫu khác nè. Đây, em lên một
em làm văn hà tiếp nha. Đầm này cũng sale 160 luôn, hôm nay đồng giá 160 rất là nhiều. Toàn tập là đa số là 160 cho mình hết. Rồi có cái là 190, có cái 200, có cái 250 tùy nha, tùy đầm. Nhưng phần lớn là 160 cho mình là nhiều. Đây là 1162 là 160 là hết size L. Lại là vô top hết size L rồi, 1162. Em còn đúng 3 size cho mình thôi, M, XL và 2X. Váy này còn 3 size cho các chị mình ha. Von hàn hoa màu tím nha cả nhà, rất là xinh luôn. Nền màu xanh có phối hoa màu tím là chất liệu là vải von hàn cao cấp bên em. Cổ tim nè, tay ngắn rất là xinh ha cả nhà. Váy này là ở trong có lót nha. Đây, bên trong là có may lót cho mình như thế này. Vậy các chị coi nè, rất là mịn ha. Mà phải rất là mịn, hoa đẹp cho mình luôn. Đó, xuất sắc như vậy. Xuất sắc như vậy mà em sale cho mình chỉ có là 160 thôi nè. Em sale cho các chị chỉ có 160 thôi nha. Chị nào lấy cứ lên đơn giúp em luôn. 1162 nha, chào chị Tuyết Nga nha. Đó, ai xem like chấm và tương tác chị Tuyết Nga cho em nè. Thích cái nào cứ đặt thôi. Chỉ cần mình chia sẻ rồi ha, tương tác tốt, comment nhiều chia sẻ rồi là có đơn thôi các chị. Đơn giản lắm, ai chia sẻ là có đơn thôi. Có chia sẻ là có đơn, trường hợp mà không vừa thôi. Chứ có vừa là có đơn à. Chị Nguyệt Đàn ok có đơn luôn. 1162 kèm xếp hỏi cho em nè. Phong dẫn đồng xa xa như vậy. Đó, phong xè cho mình ha. Váy này thì dài là vừa chấm cái bắp chân của em thôi. Cũng dễ thương lắm các chị. Chiều dài váy này thấy là dễ mặc, ai mặc cũng được hết. Váy này dễ mặc, các chị ai mặc cũng được hết trơn hết. Rồi, chị Hồng Trương. Chị Hồng Trương ơi, đồng đang mặc đây là 1162 chị yêu nha, 1162. Chất liệu mềm, nhẹ mặc mát luôn. Không có nhăn dễ trơn á, mặc thoải mái. Rồi ok, chị Hạ Vi có đơn nè. Chị Gia Hân cho chị 1162 size XL. XL rồi ok, còn 3 size là M, XL và 2X. Ai mặc cái số ký mà rơi vào cái size L coi như không có hàng rồi. Váy này chính thức hết hàng size L nha, Madakan mặc, quê mặc nè. Giống nhau không? Là một, những cái chị hai cả là một á. Manakan đang mặc cũng là mã 62, em mặc cũng là mã 62. Và cái em giao cho mình nó cũng giống y chang như vậy thôi, không bao giờ khác được hết. Hàng bên em là mua là đảm bảo là chuẩn mẫu. Đảm bảo với các chị luôn, mua là chuẩn mẫu, các chị mình hoàn toàn yên tâm nha. Thích cái nào cứ đặt hàng. Bây giờ chỉ cần lựa theo cái kiểu mình thích thôi. Còn về cái khoảng là size gì này kia là mình yên tâm 100% nha. Mặc size gì em tư vấn cho mình size đó. Bao nhiêu ký em tư vấn cho mình luôn. Chị Ngọc Vy chốt 1162 ok luôn. À, cho chị xem cái hoa, cho chị xem cái hoa màu tím phía sau em nhé. Hoa màu tím phía sau em hả chị? Cái này là 1161 này chị. Đây 1161 em làm nó cũng hơi tím á. 1161 cùng kiểu với em 62 nè, hai cái cùng kiểu. Phải cái đó không? Ok, cho biết em mặc cho mình xem nha. Rồi chưa có cái nào cứ lên đơn. 1162 là mẫu của em nè, 160k nha, 160k lại cứ lên đây đặt hàng, mã kèm xếp hại cho em luôn. 40-65kg là vừa. 40-65kg là vừa nha. Chị Đỗ Mai ok chúc đơn cho mình luôn. Chị An Nhiên ơi, váy này sale có 160 thôi hả? Chị nào lấy cứ lên đơn giúp em ha. Sale 160k cho mình nha. Bao giá tàn khốc luôn, không đẹp không lấy tiền. Rồi tiếp tục em sẽ coi cho mình xem một cái váy khác. Hoa màu vàng. Hoa màu vàng cho mình, em có cái váy này 1190. 1190 hoa vàng cũng còn size lớn hay sao á? Vàng là hôm nay toàn là size lớn. Ai size lớn thì quá trời đồng để mua luôn. Và ai size nhỏ là nghe hết hàng không mà. Đây rồi ôi, còn size lớn thôi, 55-65 giúp em. 55-65kg mặc vừa giúp em nha. 1190 nha cả nhà. Em này là vải lụa mango, cái chất này là may một lớp nhá. Cái mẫu 62 mới mặc là hai lớp, nó là von. Còn đây là lụa nè, lụa là hôm nay lên một lớp cho mình rất là nhiều. Em có nhiều mẫu lụa một lớp lắm, các chị cứ xem và lựa thôi ha. Đây các chị cứ xem là mình lựa cho em ha, coi ưng cái nào thì cứ đặt hàng. Rồi có gì bên em alo trực tiếp cũng như là tư vấn cho các chị sau ha, được tư vấn sai trước khi giao. Chị Trúc Trúc nè, ok cả đơn luôn. Chị Tiết Như ơi, váy này là sale 160 luôn nè, đây 160 luôn. 160k luôn nha, hoa màu vàng. Cái nền của nó là màu xanh dương đậm nè. Nền màu xanh dương đậm có phối hoa màu vàng cực kỳ dễ thương luôn. Ngay bây giờ chị nào mua em chốt giá 160, đổi phát hoa nó về 300 nè, giá sale là chị trong like. Chỉ trong thời gian phát trực tiếp, chỉ trong khi em mặc đứng đây. Chị nào mà đợi, ôi, tắt like rồi mới đặt hàng, không có giá này đâu. Tắt like về 300, mua tại shop là 400 nha, giá khá đó. Qua cửa hàng em giá cao hơn. Trên like là sale rẻ nhất cho mình rồi, điều kiện là 3 lần chia sẻ like. Chị Hằng Vân ok cỡ đâu cho mình đây. 1190 cho chị Thanh Trần nè, ok luôn. Chị 62kg vừa không em? 62 hả chị giao xin vòng eo nha. Tại vì 62 là có thể chị
mặc cái size lớn nhất của nhà em. Nhưng mà size lớn nhất bên em là em cũng chỉ tầm là 84, 85 thôi ạ. Đối với mấy cái đầm như thế này. Còn đầm mà resale mặc khác, em có cái đầm bo thun. Em có một cái đầm bo thun thì em của nó siêu co giãn luôn, bao nhiêu vô cũng vừa. Đầm này nè. Ủa đâu được ta? Em mới thấy nó đâu đây. Em có cái đầm bo thun em mới thấy nó đâu đây luôn rồi. Rồi đây đây đây, mỗi này bo thun em nè. Đây nha các chị, có cái đầm này bao thun nè, siêu co giãn luôn, eo 9 mấy vẫn vừa ha. Eo 90 95 vẫn vừa luôn. Cho chị xem cái màu nâu kế hoa vàng bên tay phải của em. Màu nâu a, à, cái màu nâu là cái 70. Đây, cái màu nâu là cái 70 nè. Màu nâu là 1170 nha, hình như cũng lẽ sai rồi. Rồi còn hai size màu nâu là còn hai size nha. Cái nâu các chị có thấy nó giống cái nào không? Nó giống cái hoa hồng này nè. Cái hoa hồng em mới mặc xong á, cái nâu là giống kiểu như vậy ha, hoa màu nâu giống kiểu như vậy, là cổ tim, tay le, phong xè hai lớp, quan tâm luôn, y chang luôn, cũng 56 luôn chị, nhưng mà còn có hai size à, hoa nâu còn hai size là M và XL, 60 ký độ về cho em nha, hoa màu nâu còn hai size M và XL, chị nào chưa có cứ đặt hàng giúp em luôn, em thừa hàng thì sao giảm giá, kèm theo ba lượt chia sẻ like cho em nha, đây, xin cực kỳ. Xin cực kỳ luôn, ai chưa có cứ đặt sớm đem chuyển hàng từ xa cho mình nha, bao giá toàn quốc luôn. 1170 nha, hoa màu nâu là 1170. Rồi chị nào chưa có cứ đặt giúp em nào, hoa nâu là 1170 nha. Ok chị Minh Nguyễn nè, rồi cứ lên đơn luôn, hoa nâu chút xíu mặc cho mình coi sao nha. Rồi đây là 1190 nha cả nhà. Hai cái chị đặt có được miễn ship cho em dạ, hai cái nào chị ơi? Nếu mà chị đặt hai cái á, là hai cái phải là mỗi cái 299 là 600 em mới miễn ship được nha. Chứ hôm em xem có 56 một đầm là 199 200 rất là nhiều. Cái này 56 tính ra hai cái mới có 320 à, đâu có được miễn ship đâu, tổng 600 giúp em. Em đã sale cái này là từ 400 tại cửa hàng, trên la còn có 56 thôi, mấy trăm nghìn đồng em giảm giá cho mình rồi, ship không có đáng bao nhiêu hết trơn á, 10.000 tiền ship. Tại vì bên ship là bên vận chuyển người ta lấy chứ không là em nha, bên vận chuyển bên giao hàng á, người ta lấy hàng tiền công. Nên các chị mà kêu em giảm ship cũng vậy ạ, à, cái tiền ship này hỗ trợ rồi. Thành phố em lấy có 10.000 đồng thôi, ship tỉnh là 30.000 đồng cho mình ha. 55-65kg nè, 55-65kg 1190 giúp em, 1190 giúp em nha cả nhà. Ai chưa có cứ lên đâu đặt sớm, đem chiều hàng chiều size cho mình ha. Mã kèm xuyên thoại cho em là ok nha. Từ 55-65kg vừa, 55-65kg vừa giúp em. Chị Thì Linh ơi, phải đang mặc là sale có 160 thôi, 160 là tính ở trong line, tắt line là không có giá này nha, tắt line là về 300 rồi. Ai mua trong line là 160, ai tắt line là về 300. Rồi để qua mẫu khác cho các chị coi nè. 1190 giúp em nha, sale giá 160 nè. Chị Thu Thanh ok có đơn luôn. Đây là cái hai màu nâu cho các chị coi. Để một xíu nha, qua cái hoa nâu cho các chị coi luôn. Hoa nâu này thì cái dáng nó dài, cái dáng nó dài xòe rộng cho mình luôn. Giá cũ 290 like này, 3 phút thôi, em sale nó còn 160 nha. Hết 3 phút hết sale. Hết 3 phút là hết sale nha các chị. Ai mà xem được cái thời gian này là mua giá quá hệ luôn. Có 3 phút đồng hồ hay qua mẫu không nhận đơn. Nhiều chị mua cái giá cao hơn cái giọt em không à. Trong khi là em xem đâu phải ai cũng chốt được đâu. Đâu phải ai cũng chốt được đâu, may mắn lắm luôn. Thấy cái ai này đặt em chốt giá 56, chứ ai khác mua làm gì có giá này. Cái màu cam của em đang mặc bao nhiêu? Đây hỏi chị hoa màu vàng á. À màu cam. Giống như là sao chị có hai màu đây nè. 90 là hoa vàng, chị coi đặt coi chừng nhầm giúp em nha. Em có hai màu, 89 là hoa cam, 89 là hoa cam nha, 1189. Rồi 1189 hết size L nha các chị, hoa màu cam. Nó giống cái em mới mặc xong nè. Ha, hai cái là cùng kiểu, cùng chất, cùng giá tiền 160 luôn. Hoa cam là 1189 hết size L. Đó, hoa màu vàng là 1190, 90 thì hết size M, hết size L luôn. Đó, hai cái này là khác mã nha. Hoa cam 89, hoa vàng 90. Lấy màu là đặt sớm giúp em nha. Rồi, bao giả toàn quốc luôn, bao giả toàn quốc, em này sale 160 cho các chị luôn. Còn hai size là M, XL nha, em mặc nó khá là rộng. Size M và size L nha cả nhà, sale giá là 160.000 đồng. Phía sau là dao chưa kéo hết chứ không có phải hở như vậy đâu nha. Phía sau dao chưa kéo hết. 1170 kèm xếp thoại cho em nè, sale giá là 160.000 đồng, 159k đó, 159k nha. 52kg hả chị? 52kg em của chị 68 là chị size M, chị Dương Khuyến. Em 68 nè. Em là 50kg, em gọi là 68 rồi ha. Thì em đang mặc là size M. Nếu mà chị 52 em 68 chị cũng mặc size M giúp em chị Dương Khuyến nha. Tầm
72, 74, 75 là size L, 76, 78 là XL, 80, 82 là 2X. Đó, cứ vậy mình nhân lên giúp em ha. Rồi, vừa đó chị Dương Thuyền nha, cái đó còn size M nha, hoa cam. Hoa cam còn M, XL và 2X, hết size L. Rồi, chị nào này cứ lên đơn 16 luôn, cũng đồng giá 16 luôn. Mồng 1,70 cho chị An Tiên nè, ok, còn 2 size thôi. Hoa nâng mặt còn đúng 2 size, xè dài luôn, có lót ở trong luôn. Đó, tay len cho mình rất là xinh ha, có túi hai bên. 1,70 là một em đa mặt nè, 160k. 160.000 đồng cho các chị mình luôn, 1,70 chất liệu là quan tâm. Hoa màu nâu nha cả nhà, hoa màu nâu. Chị nào lấy cứ lên đơn sớm nha, chịu hàng chịu sai cho mình luôn. 1,170 nha, bao giá toàn quốc luôn, bao giá toàn quốc luôn. Chị Phương Hiệp, ok, có đơn luôn. Rồi, chị nào chưa có cứ đặt sớm giúp em. Chị nào chưa có lên đơn sớm giúp em nha. 1,170 cảm xin hỏi nha cả nhà. Rồi xong chưa, xong mẫu nào chưa nè. Tiếp tục em lên tập xem cho các chị nữa đây. Lấy mà ai mở mẫu hoa nâu nữa không? Còn ai lỡ hoa nâu không em lên mẫu khác nha. Chị Linh Giang, ok, lấy đơn cho mình luôn. Rồi lấy mẫu nào cứ đặt sớm giúp em nha cả nhà. Tiếp tục lên đầu xem 99k cho các chị mình đây. Tiếp tục lên đầu xem 99.000 đồng nha. Ai lấy hoa màu nâu em còn có 2 size thôi. 1,170 dùng đơn cho chị Tuyết Nga nè. Ok luôn, còn có 2 size là M và XL thôi. Không lấy là hết cơ hội. Lần sau không có về cái hoa này nữa. Chuyến sau là về hoa khác, kiểu khác, không có về hoa này. Tiếp tục lên đồng 99k nha. Xong cho em ca mẫu. Rồi 70. 70 cho chị Ngọc Trinh. Ok luôn. Rồi bây giờ lên đồng size 99 nha. 99 em còn có 1 cái à. Rồi, phía phải là 99k nè, em còn đúng một cái nha, size XL nha, 1146. Rồi, để em nhập luôn cái đã. Một cái duy nhất size XL, sale giá 99.000 đồng luôn. Em này size lớn nha, ai chia sẻ rồi là có đơn nè. Chị Quy Nguyễn lấy cái 70 size L, không có size L chị hết rồi. 70 chỉ còn M và XL thôi, rất là tiếc. Cái 70 hoa nâu mới mặc xong chỉ còn M và XL thôi nha chị, không có size L. Mình lấy XL được không? XL cũng còn ít vài cái, hoặc XL cho em thì nó sẽ hơi rộng một chút xíu ha. Nhưng mà không sao chị, có 16 hoặc về bóp eo lại. Bóp lại có tầm 30-40, ra cũng có 200 thôi, có cái đầm đẹp mặt rồi. Không có về thêm nha. Dáng dài như vậy đi mua thị trường 500-700, em bán 56 để tương tác. Ba lần chia sẻ like cho em. Chị Úc Diệp, ok, lấy đơn luôn. Rồi, đây là 99.000 đồng, một cái XL thôi, mẫu đang mặc luôn. Mẫu đang mặc còn đúng một cái nha, size XL. Em sale cho các chị mình luôn với giá tiền chỉ có là 99.000 đồng thôi. Em này xả kho 99k nha, một cái duy nhất, XL em mặc nó hơi rộng. Cái đây là mặt nó có hơi rộng nên là cái cổ của nó hơi sâu. Các chị à, các chị mà mặc đúng form á, nó đẹp hơn em nha. Em mặc nó hơi rộng xíu. 1146 nha cả nhà. Dạ không có size 85 đâu chị Ngọc Lệ ơi, tiếc quá. Em chỉ có size cho mình là tầm 65kg đổ về ha. Hoặc là cái đầm này nó hơi size eo. Cái đầm này eo của nó bao thun nè. Đầm form này bao thun là eo cỡ tầm là 68-70kg đổ lại thôi. Chứ còn 85 thì em không có rồi, tiếc quá. Bên em chưa có size lớn như vậy nha. Bên em lớn nhất là thấy đa lò thôi. 99k nè, em đang mặc nha, 99k nè. Có đúng một cái thôi. Đúng một cái 99.000 đồng. 1146 nha, size lớn em mặc nó khá là rộng. Có hai túi hai bên nè, đúng một cái duy nhất luôn. Chất liệu là von tơ, đây chia sẻ 3 lần rồi có đơn nha, của Phương Tim. Dễ thương các chị sang không? Em mặc nó hơi rộng á, các chị mặc đẹp hơn nhiều. Mặc vừa đẹp hơn nhiều, đúng một cái, ai lại đặt giúp em. Ai lấy đặt 1146 giúp em nha, mẫu đang mặc luôn. Hiếu phản số cho diễn hình ơi, chị Ngọc Phước thấy đơn nè, chị Suka nè, chia sẻ like cho em chưa? 1146 nha, 99.000 đồng, size L, chị nào lấy cứ đặt giúp em luôn, 1146. Một cái duy nhất nha, 99k là phải cộng gộp đơn nha, tại vì có 99 nè. Ráng mua thêm một cái đầm nào đó em sell cho mình là trăm mấy cũng được, cứ mua vô. Cứ gọt đơn cho em thêm một cái nào bất kỳ cũng được, 140, 150, 160 gì đó. Ráng gộp cho em hai đơn, chứ đầm này có 99 nè. 65kg cho chị cái đầm em mới treo lên đó, 65kg. Cái đầm em mới treo lên hả ta? Đầm nào ta? Cái đầm này 60 thôi, không có 65. Cái này 60 à, này còn có M, XL thôi, tiếc quá. Cái đầm Hano này em mới mặc qua là chỉ còn size M, XL lại không có.
6, chỉ còn size 60 đổ về thôi, rất là tiếc luôn. Để em kiếm cái khác nha, cho để to cái còn cái nào size lớn em mặc cho các chị coi. 1146 hả, xong chưa, 99k nè, chia sẻ like cho em nha. Đồng 99.000 đồng, điều kiện là 3 lần chia sẻ like cộng gộp đơn nha. Ráng gộp thêm một cái đồng nào đó vào để em chốt đơn, đấy nó rộng như vậy, rộng thanh thang luôn. 1146 nha cả nhà, 99.000 đồng. Chưa có mã số nè, chị Phương chưa có mã số, chưa chốt được đâu nha, phải có mã số vào. Chưa có mã số là chưa chốt đơn nha. Rồi tiếp theo lên mẫu khác đây. À, để em coi cho gần cái nào xe 106 lên tiếp cho các chị coi ha. Đây cái hoa màu cam, cái hoa màu cam này em chưa có mặt nè, hồi nãy mặc hoa vàng rồi, bây giờ tới hoa cam. Đây các chị, hoa màu cam 1189. 1189 trả xích thải cho em hoa màu cam 1189, chất liệu là vải lụa mango. Đồng này cũng đang sale luôn. 160k nha, 160k, 1189 giúp em. Rồi hết size L nha, 1189 hết size L. Em sale giá 160k nha, còn size M, XL, 2X, 65 ký đổ về. Đây, 1189 nè, mẫu này nha, 1189 nha cả nhà. Em đang sale là 160 nè, còn size từ 40 tới 65. Còn size từ 40 tới 65 giúp em nha, chia sẻ like cho em 3 lần luôn. Rồi, em còn cho các chị là size từ 40 cho tới 65 ký nhá, sale giá là 160k. À, hết size L, hiện tại chị nào size M em còn, XL em còn và 2XL cũng còn luôn, chỉ có size L là em hết thôi, rất là tiếc. Rất là nhiều đồng cũng đã hết size L rồi, cái khung size đó này hot quá, khách em mặc size đó nhiều. Về cái nào hết cái đó nè, mannequin mặc cũng hết L nè, em mặc cũng hết L luôn nè. Rồi sale chỉ có là 160 thôi nha, cái này là lụa mango, vừa rồi có mặc hoa màu vàng nha các chị, đây. Giống em đang mặc có hoa vàng nữa nha, em mặc là hoa cam, có hoa vàng cho mình. Hoa vàng là 90 còn 2 size XL và 2X. Hoa cam là 1189 thì hết size L nha. Sale giá là 160.000 đồng luôn. Chị nào mới vào chấm vào tương tác và chia sẻ like cho em luôn. Rồi chị Kelly váy đang mặc sale bao nhiêu? 160 cho chị 160. Ai chưa có lên đơn giúp em nè, 160.000 đồng nha. 160.000 đồng nha cả nhà, 1189 giúp em nha. 1189 cho chị Lê Thị Lan luôn, 60kg cho chị Mỹ Lệ nè. Ok, 1189 gộp đơn cho chị Hoa Mai rồi, chốt đơn cho mình luôn. Đà, có đầm mình vải màu trắng hả chị? Có, em có cái váy này mình màu trắng. Mình màu trắng có váy này hoặc đợt sau có tiếp. Đợt sau có đền trắng tiếp, đợt này đền trắng có mỗi cái váy này thôi. Đợt này đền trắng có đúng cái váy này thôi nha chị. Cổ đắp chéo, có phối họa tiết da beo, nền màu trắng nè. Em có mỗi cái này thôi, sau cái này em mặc cho mình coi. Cái này phải lên form mới đẹp. Lên form mới đẹp, không có lên là cầm nhìn không có đẹp đâu, đợi em xíu nha. Mà nền trắng thì có duy nhất là em này, không có cái thứ hai nha, cổ đắp chéo. Ok chị Thủy Thủy nè, 1189 luôn. Rồi chị Úc Vương cho chị đầm em đang mặc, chị ơi thiếu mã số. Em mặc là 1189 nha. À, 89 cho chị Dương Khuyến nè, rồi chị sẽ like cho em 3 lần nha cả nhà, lưu ý nha. Lưu ý là chị sẽ like cho em 3 lần để có đơn ha. 40 tới 65 kỹ vừa. Rồi đem lên nền trắng cho các chị coi. Nền trắng là 1192. Đây, cái váy này là 1192 nè. Em là nền trắng duy nhất có tại shop nha. Còn mấy cái mới về thì em chưa có về hàng, chuẩn bị về thôi. Chuẩn bị có về nền trắng tiếp. Đây là nền duy nhất đang có sẵn, không cần phải chờ. Thì có cái này, 1192 hết size L. 1192 nha em, hết size L nha cả nhà. Em còn cho các chị mình là size M nè, 4 cái thôi. Đa số là size lớn hết. Cái váy này sau này các chị hỏi em vài hôm nữa quay lại là chỉ còn size lớn thôi. Giờ này em chỉ còn có size XL và size 2X thôi à. 1192 cho em nha. 1192 sale cho mình giá tiền là 299 nè. À. 299k váy đang mặc nha cả nhà. 40-65kg cho em luôn. Rồi 299.000 đồng, chị nào lấy cứ lên đơn giúp em luôn. Để em chưa hàng chưa sai mã số nha.
1192 giúp em nè. Chất liệu là vải là lụa mango nhá. Em này là vải lụa mango. Em mới về cho mình thêm á. Cái đợt trước là hết rồi. Cái này em về hai lần nè. Cổ đắp chéo nha, kéo cao ở phía sau đắp chéo phía trước nè. Em chưa có đơm. Dao là cũng chưa có đơm đâu. Em dao cho mình nó trơn như vậy thôi. Về nhà ai thích kính thì đơm cao hơn xíu, ai thích hở thì khỏi đơm cũng được. Rồi phối ngọc treo cho mình đây. 1192 giúp em ạ. Đúng form nó như vậy. Em ảnh hơi rộng xíu nhá. Size M còn, XL còn và thấy nó vẫn còn nha. 65 ký đổ về cho em là em chỉ hết size L thôi. Vẫn còn 3 size cho mình là 40 tới 65 ký. Ok chị Ngọc Vy nè. Rồi đây 1192 giúp em 299. Cái này mới về thêm nha. Đợt trước với chị hỏi không còn đâu. Đợt trước khách em là mới kịp xem, chưa kịp đặt lại hết hàng. Ngày hôm nay có với các chị là 3 size còn sót lại, về 4 size đã hết lại một size tiếp, giờ còn có 3 size thôi. Sắp sửa cũng hết nữa rồi. 299k, dạ không có size 87 rất là tiếc. Váy bên em hiện tại là 70 ký đổ về thôi ạ. 65 rất là nhiều mẫu đầm cho mình nha. Từ 65 ký đổ về rất là nhiều mẫu đầm. Còn hiện tại size 70 ký chỉ có hai mẫu thôi. Một là cái đầm bo thun ở đây. Một là cái đầm bo thun này là 70 ký mặt vừa nè. Hai là em có cái váy này cho mình. Cái váy hoa thêu. Đây, em có cái váy màu tím hoa thêu. Váy màu tím la dân hoa thêu cũng là size 70 ký mặt vừa luôn. Đó. Thích cái nào cứ lên sớm giúp em chờ hàng nha. Sale giá rẻ là 299k. Đầm đang mặc 46 là size M nha chị. 46 size M bên em. 46 là size M nha, size M là 40 tới 50 kg đó. Rồi size M là 40 cho tới 50 kg mặc vừa giúp em ha. 1192 với số điện thoại luôn. Rẻ quá chị. Thị trường nó bán 500 700. Qua wow, nhà em mua đầm trung niên mà có 200 mấy, 100 mấy quá trời luôn. Đầu la giờ mà 100 mấy quá trời, mới lên cái này 299 nha. Em này là 299.000 đồng, chất vải lụa mango. 1192 ạ, nền màu trắng có phối da beo nè. Rồi có phối cái phần tay hơi phồng ở phía trên này nha. Chị nào mà mê da beo á, rồi thông báo tin vui là đợt sau về tiếp. Đợt sau có về tiếp đầm da beo, hai mẫu da beo luôn. Một cái cổ đắp chéo, một cái kiểu cổ sơ mi. Đó, ai mà mê da beo là chuẩn bị có hàng mới rồi. Chỉ là vài hôm nữa em mới về nha. Bây giờ thì chưa có, vài hôm nữa mới về. Còn mẫu này là đang có sẵn, đặt mẫu này là giao luôn, khỏi cần phải chờ. Ai lấy mẫu này là giao luôn. 8192 lỗ hàng hả chị? Lỗ hàng là do chị chưa có đơn đúng không? Còn ở đây á, các chị về nhà em mặc không có lỗ đâu nè. Biết sao không, chị nào mà ngực mà hơi to quá đó, chị nào vòng một mà to quá bự quá đó là phải về với chị lại giúp em phải nhíp nó lại. Tại vì em mặc các chị thấy không, em mặc nó không hở xíu nào luôn, là tại vì ngực em bé. Tại vì một vòng một em nó bé, nó không có hở xíu nào nè. Đó, cái này hở là do là vòng một của mình là nó quá to đúng không? Nên là mặc lên nó sẽ bị vuông ra như vậy. Nhưng mà không sao, các chị về nhà đó, mình coi, mình chỉnh, mình mặc vô. Mình thấy là bấm chỗ nào là vừa, ví dụ như nó hở như vậy nè. Thì các chị chỉ cần đơm một cái nút bấm vào đây ha. Nó mà hở từ cái phần này thì đơm nút bấm vào đây là ok rồi. Em mặc đâu có hở đâu. Hở hay là vuông cái trên hay không á, hay là bằng nhem nè, là do cái vòng một của mình, chứ không phải là do tại cái đầm này của em đâu. Do vòng một của mình nha. Rồi, chị Anh Ngọc có đơn luôn. Vậy là chị mua rồi, mặc vừa đi đẹp lắm nhé. Dạ cảm ơn chị Phương Vi nha. Đây là 1192 bên em ạ. Đây ai mà size M nè, mà nhỏ nhỏ như em mặc giống này nè. Trời ơi, cái này size lớn mà mặc á là càng đẹp hơn nữa nha. Mấy chị vòng một bự á, mặc đẹp hơn, nó mới căng cái này ra. Ai thích hở thì để nguyên cho nó hở. Còn ai thích kính thì đâm một cái nút bấm vào nha. 1192. Rồi 1192 cho chị Bùi Phương nè, chị Trang Lê có đơn luôn. 299.000 đồng nha cả nhà. 299k, chị nào chưa có lên đơn sớm giúp em ạ. À. Rồi. Ok chị Tâm Nguyễn nha, chị nào lại cứ đặt hàng giúp em ha, mã kèm số điện thoại. Chị nào chưa có cứ lên đơn sớm giúp em nè, 1192 luôn. 1192 kèm số điện thoại, bao giả toàn quốc, không đẹp không mang tiền nha. Cam kết luôn là hàng mặc là vẫn chuẩn mẫu nha, em bảo đảm luôn. Hàng bên em làm mặc làm sao là giao như vậy, nên các chị không cần phải lo. Cứ đặt sớm giúp em thôi, cứ mã kèm số điện thoại. Rồi kết quả là vấn đề là mặc sai gì thì sẽ có chuyên viên bên em alo trực tiếp và tư vấn cho các chị sau ha. Mẫu đang mặc là 1192 ạ, còn 3 size nha. M, XL và 2X. Đó, còn đúng 3 size cho mình thôi. M, XL và 2X, đây đứng gần cho các chị coi. Ha của nó, hoa văn của nó là có phối màu da beo cho mình. Có thể cái hàng ngọc trai đây không? Đó, đính thêm vô. Cái mẫu này em có đính ngọc trai và cái bảng eo to ha, tạo kiểu rồi. Nên không cần đến thắt lưng nha. Không cần đến thắt lưng, mẫu này mặc trơn thôi. Lựa cái size mặc vừa là đẹp rồi, không cần đến thắt lưng. Đeo vô nó che mất ngọc trai rồi, đặt để nguyên. Mặc không như vậy cho em thôi. Chị Nhật Hà ok có đơn luôn. 1192 chị Kim Dung nè.
Rồi còn chị nào nữa không ạ? Còn chị nào mới vào nhớ chấm bài tương tác và chia sẻ like cho em nha. 40 đến 65 ký vừa nha cả nhà, kèm theo là lượt chia sẻ like cho em. Từ 40 đến 65 ký vừa. Đó, 1192, 1192 kèm xếp loại cho em luôn. Trời ơi, hàng đẹp không? Hàng là hàng hot, hàng giao tới nơi là cái chị bất ngờ luôn, thật sự là bất ngờ. Về cái chất liệu, không nghĩ là bỏ ra 100 mấy, 200 mấy mà mua được cái đầm đẹp như vậy đó, thật sự luôn. Rồi bây giờ em qua mẫu khác nha. Em sẽ coi cho các chị xem theo một cái váy khác nữa. Mẫu này đang sale giá là 199 à, 11 à. 1186 giúp em, đầm này đang sale 199.000 đồng, chất liệu là vải lụa mango. Đây, em đang mặc đây chất liệu vải lụa mango nha cả nhà, một em đầm sơ mi phong xòe nè. Rất là xinh ha, sơ mi họa tiết hoa văn nhìn cũng đẹp nữa. Rồi hôm nay sale cho các chị là 199 nha. Đây là 1186 của nhà em, vải lụa mango có cổ sơ mi, đi làm mặc được, đi chơi đi tiệc mặc đều ok hết. Tiếp là còn có hai size thôi, ai size lớn mới vừa nha. Ai size lớn mới vừa nha cả nhà, 55 tới 65 kg là vừa cho em ha. Ok, chị Hứa Nguyễn cả đơn nha. Rồi nhớ chia sẻ cái livestream này cho em luôn. Từ 40 tới 65 kg là mặc vừa cả nhà ơi. 40 tới 65 kg là mặc vừa cho em ha, cam kết hàng đẹp chuẩn mẫu luôn ạ. À. Đây là mã 1186. Hiện tại em hết size nhỏ rồi và cái váy này cũng không có về thêm. Đợt này hết là hết luôn. Thành ra là các chị cố gắng vào sớm để chốt đơn cho mình ha. 199. 199k váy đang mặc bao nhiêu tiền dạ 199k, chỉ cần đặt đúng thông tin cho em thôi. Kèm theo là chia sẻ cái like này, em chốt cho mình luôn 199.000 đồng. 1192. 1192 không có size lớn nha, lưu giúp em là không có cái mẫu nào size 80 mấy ký hết, em rất là tiếc. Em chỉ có hai cái đầm hiện tại đang có size 70 ký cho mình thôi. Em có giới thiệu rồi là một cái đầm tím hoa thêu thì sau có thể mặc nha. Sau có thể là một cái đầm tím hoa thêu chất la dông có độ co giãn cao 4 chiều cho mình luôn. Hoặc là cái váy này của em, váy này là nó có co thun cho mình cái phần eo nè. Cái váy này nó có bao thun cho mình cái phần eo là eo 90 cũng được, eo 97 cũng được. Tiếp là hết 2 ít á. Cái này mà còn 2 ít á là em sẽ có cho mình là 70 mấy ký mặc được luôn. Nhưng hôm nay nó còn có 3 size thôi hà, M, L, XL thôi. Nên là trừ 2, 65, 67, 68 ký mặc được nha. 1185 bao thun phần eo rất là thoải mái luôn. Chút xíu giới thiệu. Rồi đây là 1186 các chị nha, sale giá là 199.000 đồng. Trời ơi. Sao vậy? Yêu kìa. Chị Thư Thiện nha, 9-2-7 giờ má mà bận rất đẹp. Dạ cảm ơn chị Thư Thiện nha. Cái váy đó nếu mà nó có hơi hở cái chị chứ việc là đơm lại cho em thôi. Chỉ cần dính một cái vài vòng chỉ vào hoặc là đơm một cái nút bấm vào ha là ok. Còn em mặc thì tại vì em mặc là vòng một em nó không có to, nó không có bị hở. Mặc vô nó là vừa bình thường không có hở nha. Chị Dung Dung ok cỡ đơn luôn. 1186 à, đang mặc là 1186 nha. Theo giá là 199.000 đồng. Cái này không có lót nha, lụa là một lớp. Em có vài cho mình là lụa mango là một lớp nè. Ngoài ra có thêm mấy cái một lớp nữa nè, cái hoa cam nãy mặc cũng một lớp luôn. Đó, maracam là hai lớp nha. 1186 giúp em nè. Size L giả hết, trời tiếc quá, hôm nay size L rất là nhiều mẫu không còn. Thật sự luôn là 10 mẫu hết, 8 mẫu hết size L rồi. Em mặc cũng không có size M, không có size L luôn. Còn đúng hai size là XL và 2X nha. Em còn đúng 2 size là XL và 2X nha các chị, sale giá là 199.000 đồng thôi. 1186 giúp em ạ, 1186 với xếp hạng luôn. Ok chị Ngọc Hiệp, chị có đơn rồi. Chị Lan Rừng váy này chị có rồi, mặc đẹp lắm, dạ cảm ơn chị nhiều. Giá cũ là 290, ở trong cái bài này em chỉ dành là vài phút để em sale thôi. Chị mỗi đồng thì chỉ có 2-3 phút mà. Tính ra là sale sốc nhưng mà sale thời gian ngắn lắm. Mỗi đồng có 2-3 phút để em sale. Ai đặt trong thời gian này chốt giá là 190, ai mà tắt like mua là nó về 300. Đó này các chị nào mua trước được có giận em nha. Thời gian sale sốc ai may mắn mới chút được. 199k chị Nguyễn Hương ok cỡ đơn. 1186 sao thấy cho chị Tiên Nguyễn nè. Chị Huyền Hương ở Ninh Thuận nè, ok ship hết, ở đâu cũng ship tới nơi hết. 1186 đây là chị Huyền Hương nè. Em hỏi chị em tầm 84-85 nữa về thôi nha. Em mặc là nó đây, em mặc nó như thế này, nó rộng như thế này. Các chị mặc á tầm cỡ là eo 84-85 nữa về cho em, còn hai size. Chị bao nhiêu ký nè, với lại cao bao nhiêu, với cho em xin cái vòng eo để em tư vấn cho nó dễ chị Sally nha. Có hai size là hết rồi, XL và 2X thôi. 55-65 ký góc cổ nè, đứng gần các chị coi cái hoa này em qua mẫu nha. Đây là sơ mi cho mình nè, sơ mi cũng mềm nha, hoa màu rất là lạ luôn ha, nền đen hoa trắng. 1186 giúp em nha, rồi qua mẫu khác luôn.
Đây. Nếu mà cái dính một lớp thì có cái váy này một lớp cho mình nữa nè. 1168 cho em đây là một lớp luôn, nền màu rêu. Sale giá 1.6 cho mình đây, 1168, sale 1.6. Rồi, em cũng còn hai size rồi. Cũng trùng hợp dễ sợ. Cái gì vậy? Nước đá hả? Nghĩ sao mày? Nghĩ sao nước đá vậy? Là chi nha. Cái ống hút nè, nó kêu nè. Rồi, đây là 1168 các chị nha. Sale giá 1.6, còn đúng 2 size là XL và 2XL thôi. Còn đúng 2 size cho các chị mình luôn. Nói sáng giờ tôi không biết bao nhiêu cái ca nước này cũng quẩy bụng luôn. Nói gì ạ? Nước lọc quá, tại vì nó khô nó đau rồi, có nước vô nó không đau phải không? Là cứ hết nước thì uống mấy ca luôn, nó mẩn chết. Uống no nước không? Thì là no nước luôn. Rồi, ok chị Lan dừng nha. Đây là 1168. Ui, em không cố tình mà sao nó trùng nhau. Em mới mặc coi là 86 cũng còn 2 size. Còn cái này màu rêu á là 68 cũng còn 2 size luôn. Hai cái là cùng nhau luôn. Hết size M, hết size L. Hết size M, hết size L các chị nha. Sale giá là 159.000 đồng thôi. Thật sự giá rất là rẻ. Chị nào mà nhận được cái bản này nhớ coi lại review cho em nha. Chứ nó đẹp quá trời luôn. Em bán có 160 là giá sốc luôn các chị. Giá sẽ bất ngờ luôn. Thị trường không ai bán rẻ về đâu. Giờ mà các chị đi mua shop khác nó cũng phải tầm là 700, 600, bèo bèo phải 400. Em sale cho các chị nó chỉ có 100 mấy thôi. Em sale cho các chị nó chỉ có 160 thôi à, 159.000 đồng thôi ha, 159k. Em chào chị Nguyễn Huyền Hương nha. Rồi chị Tiên Nguyễn nè, có túi không em? Dạ không, vé này không có túi nha. Em mới mặc cái sơ mi là có túi, hoặc là cái mannequin mặc là có túi nè, em mặc thì không có. Vải thì đặc biệt là cái em mà 68, 67 nè, cái 67 nền đen, cái 68 nền xanh nè, hai cái này không có túi nha. Tùy chất liệu nha các chị, tùy kiểu nha, tùy kiểu may ha. Rồi có thích cái nào cứ đặt sớm giúp em ạ. Đây là 1168 nè, em còn một màu nữa đây. Nền màu đen là 67. Nền màu đen là 67 nha cả nhà. Nền màu đen là 67 nè, nền màu xanh là 68 nha. Đó, mình lấy cái nào thì cứ lên đơn sớm giúp em luôn để em chừa hàng, chừa size giảm giá nhá. Chia sẻ cho em là 3 lần mỗi chị là có đơn ha. 40 đến 65 kg là vừa. Đây là 6. Đây là 68 nè, nền xanh rêu là 68 nè. Nền màu đen để em coi cái nền đen hoa tím này còn size gì. Nền đen hoa tím là 67. Ôi trời, 67 còn đúng 2 size là M và 2X luôn. 67 nền đen cũng chỉ còn là size M và size 2X thôi. Hết L, hết XL. Em mặc nền xanh là 68 thì còn 2 size là XL và 2X. Rồi đó, chị Kim Chi ok có đơn. Các chị ví dụ như là mình chưa mặc size gì thì yên tâm là sẽ có tư vấn viên tư vấn cho mình sau ha. Được tư vấn size trước khi giao hàng, các chị đừng có lo nha. 1167 là nền màu đen nè. Đem đứng cận cảnh cho các chị coi nè. 67 là nền đen ha. 67 nền đen, 68 là nền xanh. Đó, hai màu này đang đồng giá 160. Các chị mua trong loại của em là 160, chứ qua shop là 400. Đến cửa hàng em thì bèo bèo phải 350, không có nào sao rẻ hết trơn á. Bán tại cửa hàng các chị cũng biết là bao nhiêu chi phí, tiền công, tiền điện, tiền mặt bằng, nhân viên các thứ đúng không? Chỉ có trên la làm sao rẻ cho mình thôi ha. Chỉ có trên la là sao rẻ thôi. 68 chị Huyền Hương XL, đây 68 màu xanh. 67 là còn M và 2X nha, đây là 67 nè. Nó khác nhau cái màu nền với cái hơi màu hoa xíu. Cái bên này là nó trắng tím, bên này nó có hơi trắng trắng vàng vàng. Nó cũng có tím tím nè các chị không? Nó sẽ khác cái màu xíu ha. Lụa nha các chị, lụa nha, rất là mềm. Có lót ở trong ha. À coi cái này là một lớp nha. Có dây khóa khéo đằng sau lưng nè. Đó. Rồi, có lẽ cái nào lên đơn giúp em luôn. 1168 là nền màu rêu ạ. Đây là chị màu rêu 68 nè, đúng rồi. 68 nền rêu, 67 là nền xanh nha. Rồi coi lấy màu nào cứ lên đơn giúp em để chừa hàng chừa size giảm giá cho mình đây. 160 chị ơi, 160k để quá trời luôn. Có 160.000 đồng thôi. Chị nào lấy cứ lên đơn đặt hàng. 40 cho tới 65 kg, 55 tới 65 kg vừa. Đối với lại là cái màu nền xanh rêu của em á thì chỉ còn có 2 size thôi. 55 tới 65 kg là vừa nha. Khóa đằng sau lưng nè. Đó, mình coi là chưa có mẫu nào thì lên đơn sớm giúp em luôn để chừa hàng chừa size giảm giá cho mình nè. Kèm theo là 3 lượt chia sẻ like cho em nha. Ai chưa chia sẻ nhớ chia sẻ like cho em. Chị nào không chia sẻ like là không có đơn nha cả nhà. Lưu ý nhớ chia sẻ like cho em ha. 1168 cho màu xanh, 1167 là cho màu đen nha. 67 màu đen, 68 màu xanh. Rồi tiếp tục bây giờ qua mẫu khác nè. Ok, chị Gia Hảo thấy đơn của mình rồi. Chị Hoa Vô Khuyết đầu nào cũng đẹp, cảm ơn chị nhiều nha. Em thấy dạo này chị Hoa Vô Khuyết cũng rất là thường xuyên xem like cũng như comment cho shop nè. Đó, khách thân thương của bạn em. Rồi, em có cái váy này cho các chị mình đây ha. Em có cho mình là 3 màu, 3 cái đầm suông mới về của nhà em. Chất liệu là von nè, có 2 cái tà
sao rồi, phía trước em có cho mình là ba màu nha. Màu xanh rêu em đang mặc đây, với hai màu nữa em mặc cái này xong em giới thiệu cho mình. Em có ba màu là dây phong suông, có dây cột eo nè, cột trước cột sau đều được nha, cột trước cột sau đều được, cột ở đâu cũng được hết, tùy cái chị thích mặc, cột trước thì cột, thích cột sau thì cột thôi. 1226 em có ba màu cho mình. Màu rêu, ôi trời, màu rêu em đang mặc đây là 1226 nè. Em có màu tím than nha, có nhiều chị gọi là xanh đen đó, cũng là nó đó các chị ha, tím than xanh đen cũng là nó đó. Đây, màu tím than hoa màu nâu là 1225, em đang mặc hoa đỏ là 1226 là màu rêu nè. Và đây là xanh ngọc hoa màu hồng, à hoa màu hồng là 1227 nhá. Ba màu giống nhau, phía sau trơn. Đây là phía sau nó trơn như vậy nha các chị, có dây cột eo, có túi và có hai cái tà rời phía trước, rất là đẹp ha, kiểu mới về của nhà em. Sale 299.000 đồng, em có ba màu luôn nha. Ba màu cho các chị lựa chọn luôn, thích màu nào cứ lên đơn giúp em. 6768 chị Tuyết Nhung nè. Ok, size lớn thì em còn đó. Cả hai là cùng có size 2X thôi. Còn cái đèn đen là còn size M nha. Rồi đây, ba màu cho các chị lựa chọn luôn, thích màu nào cứ lên đơn đặt hàng giúp em ha. Tím than hoa nâu là 1225, xanh rêu hoa đỏ là 1226 nè. Đó, có dây cột eo cho các chị mình luôn. Đây, cột phía trước, cột phía sau đều được và có túi hai bên. Hai cái tà rờ đây đẹp lắm các chị. Mặc có đi nó di chuyển có thước tha theo mình ha. Cột đằng trước cũng được, chút xíu cột đằng trước cho các chị to nha. Cột sau cột trước cũng được nè. Đó, đầm màu xanh rêu là 1226. Chị Mỹ Nương lấy xanh rêu 1226, ok. Ba cái này là đồng giá là 299k, lấy màu nào cũng 299 hết. Xanh tím than là 1225, tím than 1225 hoa nâu nè. Xanh rêu 1226 màu xanh rêu nha các chị nha, hoa đỏ. Rồi xanh ngọc hoa hồng là 1227 nha, đồng giá luôn, kiểu y chang nhau, cùng chất liệu vải, khác mỗi cái màu hoa văn thôi. Đó, nên lựa mẫu nào cứ đặt hàng giúp em, chị sẽ like cho em là 3 lần mỗi chị nha. Lưu ý là chị nào vào xem like nhớ chị sẽ like mới có đơn nha. 40-65 kỹ vừa, đẹp hai cái chị, sang quá trời luôn, mặt nặng di chuyển nè, nó thước tha theo cái dáng người của mình. Đó, cột đằng trước, cột đằng sau cũng được, bây giờ cột đằng trước cho các chị coi. Cái váy này là 299 đó, là trong like thôi, còn khi mà em tắt like là em chốt có 400 đó nha. Tóc hoa là về 399 á, mới về là 399k, hôm nay trước có 299 nè. Đây các chị cột đằng trước nè. Cột đằng trước cũng được ha, tùy các chị thôi, cột trước cũng được, cột sau cũng được. Cột trước thì nó che bớt cái hoa rồi, ha, cột đằng sau hoa nó nổi hơn. Rồi, full size nha cả nhà ơi, 1226 nè, bây giờ là cột trước. Đó, muốn cột như nào cũng được luôn, tùy các chị mình về nhà mình muốn phổ nó sao cũng được hết. Em có mang hai cái tà rời rất là dễ thương, các chị mặc là sang lắm, nhưng mà đầm này phải trung niên nha. Còn mà trẻ trẻ mặc nó hơi bị đứng tuổi á. Chị nào phải trung niên là tầm U30 trở lên cho em. Hai mấy mặc là hơi đứng nha, em mặc hơi đứng nè. Còn đẹp thì vẫn đẹp nhưng mà nó sẽ hơi đứng tuổi một xíu. Còn tầm U30 thì sẽ hợp hơn ha. Rồi ok, chị cảm tiếp luôn, chị nào mới vào nhớ chấm bài tương tác và chia sẻ like cho em. Đây, màu rêu là 1226 nha cả nhà. Em đã thích cột phía sau hơn, em chỉ cột thử phía trước cho các chị coi thôi. Còn em mà mặc thêm cột phía sau, đang cột phía sau nó đẹp, em thấy vậy thôi, còn tùy các chị ha. Rồi màu xanh ngọc là 27 nha chị Thảo Thu ơi. Ok, chúc đơn 1227 chị Thảo Thu nè. Chị Hân Lê, màu xanh rêu của em là 1226 đúng không? Đúng. Em đọc lại một lần nữa cho các chị mình nghe ha. 1225 theo thứ tự nha. 25 là tím than, 25 là tím than nè, 26 là xanh rêu nè, 27 là xanh ngọc đó. Mã mới 1002 rồi nha, không còn 1001. 1001 là mã đợt em về rồi, còn 1002 là mới về đây nè. 1226 là xanh rêu, 1225 là tím than, 1227 là màu xanh ngọc. Mình không còn nhớ cả ba đâu, ví dụ các chị thích cả ba thì nhớ cả ba, còn ví dụ mình thích một màu nào đó thôi trong ba cái màu này, thích cái màu nào thì chỉ cần nhớ cái mã của màu đó thôi, đặt cho nó đúng, nó đỡ bị nhầm mã nhá. 299k. Rồi, một tím than cho chị Thảo Thảo, ok luôn. Ở đây tím than đây nha, tím than hoa nâu nè. Nó cũng rời ra từ cái phần eo ha, có dây cột eo nè. Rời ra từ đây nha các chị, từ cái phần eo nè, rời ra cho mình ha. Từ cái phần mà sẽ túi nó rời ra nha. Rồi ai chưa có cứ lên đơn sớm giúp em nè, em chưa hàng thì sao giảm giá luôn. Mã kèm số điện thoại cho em là ok nha cả nhà. 299.000 đồng, 299k. Chị Tường Vi chúc cho chị màu xanh rêu 1226, đây 1226 em đang mặc luôn. Có túi hai bên nha cả nhà, đầm xè có túi hai bên. Đầm xè có túi hai bên cho các chị mình luôn ha, rất là xinh. Em đọc lại một lần nữa nha. Rồi tím than là 1225, tím than 1225, ok chị Tử Anh chúc tím than nè. Tím than là 1225 nè.
Xanh rêu là 1226 và xanh ngọc là 1227 nha. Thích màu nào cứ đặt sớm giúp em, đẩm chữa hàng chữa size giảm giá cho mình luôn. Không đẹp không mang tiền nha. Chị nào mới vào cứ chấm bài tương tác. Rồi còn bây giờ xin phép kết thúc bài live stream tại đây nha. Chúc các chị một tối vui vẻ và mình nhớ là bấm theo thích trang của shop và cập nhật những live stream tiếp theo của bên em nha. Chút xíu sẽ có một bài live mới các chị nhớ nó xem nhé.